Thưa quý vị, thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày là chuyện có thật của mỗi con thuyền đánh bắt ghẹ trong những ngày gần đây của ngư dân Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình là con thuyền tràn ngập ghẹ lúc 7 giờ sáng của ngư dân Lê Văn Hoàng, 42 tuổi, người dân xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, cập bến sau một đêm dài ra khơi. Gần một tuần nay, đội thuyền của ông Hoàng trúng đậm lộc biển. Ông Hoàng cho biết, tuy đã cuối mùa ghẹ nhưng sản lượng vẫn rất dồi dào, hầu hết các thuyền ra khơi đánh bắt đều được nhiều. Trung bình mỗi lần ra khơi, đội của ông bắt được khoảng 3 tạ ghẹ, thu về hơn 20 triệu đồng. Đội thuyền của ông Hoàng thường vào bờ lúc 7 giờ sáng để nhập ghẹ cho thương lái và nghỉ ngơi. Đến gần 13 giờ thì lại nhổ neo ra khơi. Công việc đánh bắt sẽ diễn ra suốt đêm, tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập cao nên anh em rất phấn khởi. Loại ghẹ ngư dân nơi đây đánh bắt là ghẹ 3 chấm, nặng trung bình từ 6 đến 8 con 1 kg. Sau khi đưa lên bờ, ghẹ được phân chia từng loại tùy theo kích cỡ. Hiện tại giá ghẹ cuối mùa giảm nên thương lái thu mua 70.000 đến 100.000 đồng 1 kg, trừ chi phí xăng dầu. Mỗi lần ra khơi, ngư dân có thể thu về từ 15 tới 20 triệu đồng.